Giỏ này tao nói giặt được không? Được. Được hả? Ngàn đô mà cũng giặt được. Không, ý là sợ giặt nó chốc á mấy cái này nè. Khi đi mua vàng dán cần cà té đập đầu nó không mua. Ờ đúng rồi. Đủ má té. Không có quay nha, cà trội nước giống hàng giáp đó. Bị té đập đầu chứ, bị té đập đầu. Ủa rồi té rồi chứ. Té đập đầu. Hôm qua bà giận quá, bà đi vô toilet, bà đi lẹ quá, bà té luôn. Nè cái chân bà bầm. Bà có thấy gì đâu trời. À dạ. Đó, chân bà bầm luôn. Nay lấy nhiêu đây hả? Nhiều lắm nè má. Lấy nhiều ở 500 hả? Bà tham quá. Đó. Bà tham quá. Đi mẹ mày 700 hả? Còn 500 mà cam. Trời ơi. Bình thường mà lấy có 300 mà hôm nay mà lên 500 rồi. Rồi. Lấy mà hôm nay lấy tăng nữa hả hay sao? Đúng rồi. Đủ má mày gà dán chưa nó có thằng chơi đỉ mày đừng nói ra đủ cặc mày à dạ. Lát hồi quay xong rồi lát hồi con kiếm vé số đi mọi người ơi kiếm ngược chứ con đâu có biết phải có áp đồ rồi phải biết chỗ chứ đâu tiết mục sao chơi đỉ mày biết chỗ lẹ dạ ờ áp xe đó đủ má có cộng dây hùng đâu cộng dây hùng đâu ông nội này viên ta giấu cái này bán này trước nè à, bán cái này chút nữa kèm kèm vô phải không ừ, cái bà, này bán trước bạn vàng quá nãy nó lại đây nè cho tao kẹo bánh tao đâu có lấy thằng này nó mê thằng Quang nó mê nữa ê, hôm qua người ta hứa người ta cho tôi quay ngày xưa cho tôi lấy chỗ vui quá ủa xưa nó quay phim hả ờ xưa nó cũng quay phim trời ơi ghê vậy hả ai xưa quay phim nhỏ mà bữa giỡn cái gì chất bực bội quá quăng ấy số quăng tiền à giờ đó quay phim mà ai biết mấy ngày nè giỡn này có chơi qua má mày đừng ngốt nha mày đừng ngốt nha nó chơi qua giờ đó đủ má mày hốt nha mày biết con nhỏ đó vậy đó gì chất mày bệnh xe đa đó không biết đủ má mày bệnh xe đa đó con mới biết con không biết nhỏ đó luôn á nè cộng với con cột này giùm đi ông nội cho kẹo con không lấy luôn hả lấy khăn lau mặt cho bà rồi con ta giận rồi ghê quá lấy cái khăn của Gia Hân mượn khăn Gia Hân lau mặt cho bà chích đi nó đâu con tưởng là vợ mày với vợ ông Quang trời ơi cái suy nghĩ sao ngó ông Quang đẹp trai phải là sớm có làm mai gần lấy vé số hôn cái trần trăm cư ông Quang đâu cũng chịu đâu giờ nó sớm hung cái có cái thằng đó hung cái được 140 hả chứ chỉ có hung cái được 140 mày lụ má ối 140 già 140 đâu mày ối cho cao quá rồi đây trời ơi má ối vô mặt luôn à khẩu trang đâu ở chầm chặt ê bà thiếu tôi 140 nha mở uống của bà thiếu tôi 140 giờ ai thiếu ai bà thiếu tôi đủ má mày còn thiếu là già dán nha trời dán gì già dán gì đâu già dán trời có cái gì không mà ê đâu giờ ho dữ rồi ta ai nhắc chớp giờ chớp chắc ông với số hôm qua phải không vậy ông với số hôm qua lại chị mà qua hết luôn ha về vui vẻ ha về trước luôn chất lát rồi dò dưới số một con hôm qua mua cho khách đó chất ê quan dò mà anh đây quan để em coi rồi như là chật hết rồi đó 20 đúng là gì chất hả là đúng là bả kêu rồi trời ơi 06 nè 06 hôm qua em có nè chật mẹ đó rồi Cần Thơ 06 nè lên đường có 60 à có lên bướm không bướm gì 18 không có luôn rồi thôi 418 không có không có cái nào hết hả bà không luôn lên đường nè à. Nãy em mua số á bà bán em số 58 sổ 57 trời ơi rồi 658 á 658 sổ 698 đây đi đâu phải đâu ạ phải đâu có bả chứ ạ đây 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 bác. Ở
653. Thằng nào lấy 11 đi mời sẽ trúng. Thôi. Chúng mày dễ dọn đi. 653 lấy 11 của Hoàng. Lấy 11 con chó hả? Một chó hả? Hoàng này có tin vui gì báo cho gì trước không? Hả? Tin vui chưa về. Tin vui chưa đủ chứ không phải chưa về, chưa đủ. Để đủ rồi mới báo. Đủ rồi đãi đãi mấy anh YouTube ăn thở luôn. Ê! Làm gì hồi? Ôi ôi quá trời quá đất vậy. Sao vậy? Uống thuốc ra dù á. Uống vô bị gì? Ê có 22. Có 22 là 71 Rồi lên đường. Má chơi đỉ giết lấy con lè lè luôn. Tường con á chứ con có lấy đâu thì mấy cái số rồi, mà ta buôn mộ 20 tờ đó giờ rồi anh chị mà có nhờ anh Hưng á mua vé số giùm á anh chị ơi chặt hết rồi chứ có bán số lậu không có trúng hay cái số giả số giả gì số không trúng về bán 11 giá uống dầu rồi cái gì nữa uống dầu kiếm dầu uống thôi đây có gì có con chó vào trong đó nữa vậy 11 là con chó phải không. Ê! Bố thằng đi đâu vậy? Trời ơi! Ê! Cái gì vậy? Bà đeo khẩu trang đi bà chất ơi! Thời tới chất ơi! Bà lấy khẩu trang ra bà đeo vô đi! Mở ra đây! Dạ! Dạ! Hai cái này nè hôi nè đủ mát thôi! Dạ! Ê! 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 Mấy cái cục này hôi lắm nè. Mấy cục này hôi lắm mà đổ dầu vô. Đổ vô đây nè, đổ đây nè, đổ vô hai mít nè. Rồi móc ra cá 37 triệu đưa cho người ta cá 3,5 triệu. Ê, chơi đỉ mà bỏ gì đây hôi mà trả lùn ra vậy. Hả? Bỏ tài luôn, không có biết kìa. Đất hết rồi. Tại cái gì cũng đỡ thừa con hết vậy. Ôi trời ơi, ghê quá à. Trông chưa? Trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Miếng giấy ơi. Miếng giấy giờ chết rồi mà. Trời ơi trời. Trời ơi. Thả anh. Thả ghê quá. Trời ơi. Đây. Cái dầu con ơi. Từ từ chùi cái đã. Để con giấy chùi tay đi. Bà thấy ghê quá. Trời ơi. Ôi trời ơi. Quay ra. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi ơi. Trời ơi. Ê. Hoàng nó dám phục vụ cho thì chất thôi chứ ai dám phục vụ cho thì chất thấy anh Hoàng thương chất không? Trời ơi đây bỏ nè lấy cái mới này bà thôi bỏ bỏ đây vô rồi lấy giờ ông Hoàng lang thang qua quay à trời ơi hỏi bà ở đâu quay đi quay gì quay vào hôm hôm gì bà bệnh thôi giờ thơm mà người ta đang bán nhưng cái kiều bầu vô quay cái người ta hết bán luôn đó trời ơi ngồi hoài vậy đúng thuốc á co vậy mà uống nước đá nữa thiệt tình chứ giờ ho nhỏ đã đi chớ ơi lát rồi gặp khách bán những số đừng ho kiểu này chết đúng rồi ho kiểu này chết luôn á. Lên cân thiện chúng con mưa nước lên là tao lên nữa. Người ta kêu á là cái chai xỉn của chất đầu cái chai thuốc xỉn của chất đầu nè bóp đi ở đây à thuốc xỉn á chụp lại cho người ta để người ta lấy kiếm cho bà ở bên này có người đòi kiếm cái thuốc đó cho bà mà người ta không biết cái thuốc xỉn là thuốc nào. Cái ống thịt đó hả? Ờ à, biết rồi, ống thịt đó đó. Đâu, đây cho tôi coi. Cái ống nào đâu. Cái mò cái gì mà lâu dữ vậy.
túi đâu phải túi đu Doraemon đâu mò dữ lắm. Có cái hạt cầm coi. Đâu? Đi bán luôn cái gì? 5.000 có túi. Nè. À cái này hả? Ờ, bóp đây. Ờ, bóp sao? Mày không mở nắp tao bóp. Hơi chưa ra mà. Hơi vô không? Ủa cái gì vậy? Đâu nữa đây? Tội cảm này đi. Đâu cái hiểu gì đâu. Tao lấy cái chai thuốc là được không? Được. Không, không có cho lấy được. Đó, giờ đúng rồi. Ventolin hay gì á. Đó. Đó. Đó nè, nè có nhờ Ventolin đó. Ventolin đó, Ventolin đó nè. Đó. À, nói nó gỡ này về nè, mắc tiền lắm á. Cái này thuốc Việt Nam hay gì á, có thấy đi. Nè, có chữ Việt Nam nè, bán thuốc bán theo đơn nè. Để chút nữa tôi chụp lại chút cho mượn nha. Chụp lại gửi người ta, ta gửi cho bà. Gửi qua Nguyễn Bình Bự nè, đi đâu bà không cầm bình nữa rồi xem. Bình này xỉn, nói xỉn. Bình đó bình xỉn luôn á, nhưng mà bình bự nè, bình. Vãi má, cái đó bình hơn. Nè. Hết cái vô đi, hết cái nữa đi. Thôi được rồi, vô rồi. Không có ho nữa nha, ngồi ho tôi đã đi, chút nữa đi bán cho người ta mà ho kiểu đó, người ta đuổi mình ra luôn. Gì? Dạ. Đị ăn, đị liếc mình nè. Đị liếc rồi mê trai. Tôi quen kia đi đéo chịu. Nào. Ăn có bốn cây dằn nè. Trời giấy luôn đi. Đi, không. Tôi lấy cho bà miếng mới. Không. Ghê quá. Con giấy chùi chùi xong rồi nhét vô bịch chút nữa mà đưa giấy số cho người ta ai dám cầm. Tệ nói giờ này Việt Kiều sắp cặt đi đâu lạnh lẽo hết rồi. Trời ơi. Bắt buộc Việt Kiều là phải ra đây hả? Ra đây làm gì? Mua số. Bán trúng không? Tao có trúng đâu. À, sớm giờ tôi dò mấy chục tờ rồi thêm của anh Hưng là mấy chục tờ nữa. Không có tờ nào trúng. Bữa nào bán trúng thử hai con sắp thử rồi coi chơi rồi. Chết bán có ai chúng độc đắc chơi rồi chứ. Rồi. Ai? Ông kia kìa. Ơi! Kìa vô rồi. Đâu nào bán chúng? Không có cho bà tiền không? Đi được. Xa quá sao nhớ. Tao chúng ông nhớ. Chúng ăn ngủ 6 triệu, ổng 11 tờ. 11 tờ là 60 rồi. Ổng chúng hả? Ổng chúng. Ổng cho chúng. Có 6 triệu. Cho bạn tờ muốn gì nữa? Lâu rồi. Ta chúng có 10 tờ cho bạn tờ muốn gì nữa? Chúng ăn ngủi mà. Có người kiếm gì chết. Đâu? Ở taxi. Lên taxi về. Cũng cặp bán mà lên về. Hôm nay sao bà mệt vậy? Nước lên là cả lên. Nước lên là sao? Là như sông nước ở đâu nhà mày có đó mày lên. Giống như tao bán bên Vĩnh Khánh Hàng Ốc á. Rồi. Nước chảnh ngập là cà lên rồi đó, mấy bà đi kiếm thuốc cho tao. Chết rồi, không gờ vô chết rồi. Ủa là sao, tự nhiên cái nước lên cái bà lên là sao? Xiển. Xiển lên hả? À, nước lên là bị xiển hả? Ngộ ha. Theo con dòng á. Ơi, Việt Kiều đẹp quá. Ê. Gì? Nói con trước rồi. Rồi, vô quầy đi. Vô bán hả? Ừ, vô bán mệt quá, kéo ghế đàng hoàng. Rồi, kéo ghế đàng hoàng.